Chào quý khán giả đến với chương trình Kết nối thông tin. Đây là chương trình mới, chúng tôi sẽ tiếp nhận và phản hồi nhanh nhất phản ánh của người dân về những vấn đề cấp thiết trong cuộc sống hàng ngày và những vấn đề liên quan đến pháp luật mà quý vị đang gặp phải, đồng thời hỗ trợ người dân phản ánh đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét giải quyết thỏa đáng các yêu cầu thắc mắc. Ngay bây giờ, mời quý vị đến với thông tin phản ánh qua tổng đài 1900 1972. Bà Thị Úc, đại diện cụm dân cư ấp Đồng Tràm, xã Long Thạnh, huyện Dòng Riền, có nội dung trình bày như sau. Lâu nay, gia đình bà Úc cùng 6 hộ dân khác trong cụm dân cư này gặp nhiều khó khăn, trở ngại trong cuộc sống do không có đường giao thông kết nối với trục lộ chính, phải đi nhờ qua đất nhà của người khác để ra được lộ giao thông, không có đường dây điện đảm bảo an toàn. Theo bà Úc, trong buổi họp dân, lãnh đạo xã cho biết hướng giải quyết là năm 2025 sẽ mở đường giao thông dẫn vào cụm dân cư. Bà Úc, đại diện các hộ dân bày tỏ sự biết ơn đến chính quyền địa phương đã quan tâm trợ giúp trong thời gian qua, đồng thời mong muốn chính quyền địa phương sớm triển khai làm đường lộ để bà con thuận tiện di chuyển và giao thương. Cũng theo tuyến đường đó, kéo điện về để người dân an tâm sử dụng, tránh việc bị tháo dỡ hoặc xảy ra sự cố đáng tiếc từ các cột điện tạm như hiện nay. Tiếp theo đây là những phản ánh, tố giác của người dân gửi về đài bằng đơn thư gửi qua đường bưu điện. Trước hết là đơn thư kêu cứu của ông Tăng Văn Miền, ngụ ấp Đặng Văn Do, xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng, với nội dung như sau. Ông Miền mua trúng đấu giá thửa đất số 2304 có diện tích 9847,5m2 vào ngày 26 tháng 10 năm 2022 với giá 539 triệu đồng, tọa lạc cùng địa chỉ. Thửa đất do Chi cục Thi hành án dân sự huyện U Minh Thượng phát mãi, bán đấu giá tài sản và tiến hành cưỡng chế buộc hộ gia đình ông Lê Văn Chủng và bà Đặng Thị Hồng Châu giao đất. Nhưng sau đó 2 ngày, gia đình ông Chủng và bà Châu vào chiếm nhổ cột mốc, không cho gia đình ông Miền vào sử dụng đất, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông. Ông Phạm Thanh Điền, đại diện cho nhiều người dân ấp Bảy Sáng 1, xã Đông Hòa, huyện An Minh, có đơn yêu cầu các cơ quan chức năng có thẩm quyền vào cuộc làm rõ thực trạng diễn ra ở địa phương như một số nhà thầu số đề hoạt động công khai, những người này ngày càng giàu, mua xe, cất nhà, còn người dân chơi số đề thì ngày càng nghèo khổ, đất đai, tài sản bán hết. Mặc dù ông và nhiều người dân đã nhiều lần phản ánh với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng can thiệp, nhưng tệ nạn trên vẫn chưa được xử lý, giải quyết dứt điểm, gây bức xúc cho nhiều người dân. Ông Đỗ Thành Vinh, ngụ số 37/7, đường Ngô Văn Sở, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, có đơn yêu cầu xem xét về việc xe ô tô tải và xe ô tô 4 chỗ ngồi gây tai nạn giao thông tại đường Nguyễn Trung Trực, khu vực phường An Hòa vào ngày 22 tháng 12 năm 2022, làm con của ông là Đỗ Ngọc Thuận tử vong tại chỗ. Đến nay, vụ việc đã xảy ra hơn một năm, nhưng ông Vinh vẫn chưa nhận được kết quả giải quyết của cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Rạch Giá về vụ tai nạn này. Kết quả giải quyết những sự vụ phản ánh nêu trên như thế nào, chúng tôi sẽ thông tin đến quý vị trong những chương trình tiếp theo. Quý khán giả thân mến, phần thông tin hữu ích hôm nay là một vấn đề mà tất cả chúng ta đều quan tâm, đó là việc cải cách tiền lương. Trong cuộc họp báo chiều ngày 20 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, ngày 19 tháng 6 vừa qua, Bộ Chính trị đã kết luận về cải cách tiền lương áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, đảm bảo công bằng, hài hòa giữa các nhóm hưởng lương với những điểm chính sau đây. Mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.800.000 đồng lên 2.340.000 đồng một tháng, tương đương tăng khoảng 30%. Lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ tăng 15%. Tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ tăng trung bình khoảng 30%.
Quý khán giả thân mến, chương trình kết nối thông tin xin được tạm dừng tại đây. Các đơn thư phản ánh, quý vị gửi về đài qua địa chỉ Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, số 39 Đống Đa, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, hoặc liên hệ qua tổng đài 1900 1972, bấm phím 3 để chúng tôi kịp thời hỗ trợ. Chương trình này sẽ được chuyển tải trên kênh YouTube Truyền hình Kiên Giang vào lúc 15 giờ ngày thứ hai hàng tuần. Và những nội dung này sẽ được phát trên sóng KG1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang trong chuyên mục Pháp luật và Chính sách vào lúc 19:50 ngày thứ Năm, tuần thứ Hai và tuần thứ Tư hàng tháng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.